Xin mến thưa quý bà con cô bác, mình Toàn đang lưu thông ở trên cái tuyến đường đi về phía Hạ Long, và mình Toàn đang lưu thông ở đây là tại Hà Khẩu của Quảng Ninh. Đây là phường Hà Khẩu, thì phường Hà Khẩu thuộc thành phố Hạ Long bà con ạ. Và tuyến đường này thì theo như mình Toàn thấy thì cũng khá là bụi. Ở Quảng Ninh bây giờ rất là bụi, bởi vì là Quảng Ninh cũng đang xây dựng rất là nhiều bà con. Ở đây thì tuyến đường này xe công sẽ tải chạy rất là nhiều, nên là khi bà con lưu thông trên tuyến đường này, nếu mà đi thì bà con đi cẩn thận. Minh Toàn có dịp ngày hôm nay là Minh Toàn đi tìm cái sân bóng chuyền để Minh Toàn chơi bóng chuyền. Đây là cái đường lên nghĩa trang công viên của Hà Khẩu. Và như ở đường này thì lúc nữa sẽ có một cái sân ở trong cái khu nhà máy gạch Vinasera đây. Và lúc này mình Toàn vào đây thì là không có người đánh Vinasera của Hạ Long. Ở Hạ Long thì khi mà bà con cô bác mà nghe đến Hạ Long nghe có vẻ là hoành tráng xa hoa, nhưng mà hôm nay thì Minh Toàn sẽ gửi đến quý bà con cô bác một những cái cảnh tượng, những cái hình ảnh mà mang tính chất đời thường giản dị của Hạ Long thôi. Còn nếu mà ở Hạ Long, nếu mà xa hoa và cuộc sống nhìn nó tươi đẹp hơn thì quý bà con cô bác cũng có thể là đến Hạ Long Bay, khu vực đấy thì rất là nhiều cảnh đẹp. Quý bà con nhìn thấy, đi thẳng là chúng ta đi Hạ Long, rẽ phải là quốc lộ 18 và rẽ trái là đi xí nghiệp gạch. Thì ở đây Toàn lúc này Toàn đi thẳng từ Hạ Long lên đây rồi, thì bây giờ Toàn xin rẽ phải một chút để gửi những cái hình ảnh đến quý bà con cô bác nhé. Đây là chúng ta đang đi về cái phía xí nghiệp gạch, và chúng ta đang lưu thông trên khu phố 5 của phường Hà Khẩu. Hầu như mà chúng ta đi du lịch là chúng ta không lên mạn này nhiều. Mạn này chủ yếu là dân cư sống thôi, chứ không phải là khu du lịch, thành ra là ít người lên khu mạn này.
Đường đây thì khá là quanh co với bà con cô bác ạ. Đây, và chúng ta đi đi đây để chúng ta ra cái đường mà ngược lên Hà Nội chẳng hạn. Ở đây mình thưa quý vị, chúng ta đang ra cái đường chính. Đây là nếu mà rẽ phải là ngược về Hà Nội, còn chúng ta rẽ trái là về phía Hạ Long. Mình toàn trên phép đến đây mình toàn rẽ trái. Mến thưa quý bà con, đây là cái tuyến đường chính mà chúng ta đi từ Hà Nội xuống Hạ Long và đi thẳng ra Cẩm Phả cũng như là Móng Cái, cũng là trên cái trục đường này. Và lúc này mình toàn đi một đường khác, bây giờ về mình toàn đi một đường khác để mà gửi đến những hình ảnh đến quý bà con cô bác nó được chân thực hơn về cái cuộc sống ở Hạ Long. Chỗ này thì vẫn là thuộc phường Hà Khẩu quý bà con cô bác ạ. Cái gì vàng vàng hồng hồng kia. Biết chở có cái gì mà màu hồng ấy, nhìn đẹp phết, lạ mắt quá. Nếu mà quý bà con cô bác mà muốn đi Tuần Châu thì chúng ta phải đi quay trở lại, chứ không đây là ngược ra phía mà Hạ Long, ra phía Móng Cái rồi. Ở đây quý bà con cô bác thấy là đi thẳng là Cái Lân, rẽ trái một chút là ga Hạ Long. Đặc biệt có ở trong ga Hạ Long thì quý bà con cô bác nó có một cái chợ mà gọi là chợ đầu mối rau củ quả, cho đến chợ đầu mối ấy. Có cả thịt với rau củ quả nữa quý bà con ạ. Thì ở đấy thì nó giờ mở cửa của nó thì nó chỉ mở buổi trưa thôi, và rất là mua hàng thì rẻ hơn so với ở ngoài, bởi vì đấy là chợ đầu mối, người ta mua ở đấy về người ta mới đến các chợ khác người ta bán lại. Thì có dịp mình toàn sẽ